Nó mấy ông loa Bluetooth nội địa này nó đánh ghê thật. Cực kỳ đầm tay không mấy bác ha. Cao su mềm. Nền nhôm. Cổng sạc ở đây. Có out, có Bluetooth, có móc treo để mà treo vô ba lô. Mấy bác nghe thử nha. Nó quýnh kiểu này bởi vậy JBL hay là Bose chưa hẳn à. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài như lời ngôn tình cũ xưa thua. Em không muốn về. Kinh thật. Nghịch luôn á. Sao đến sau anh còn chưa nhận.